Chắc đủ rồi nè. Wow, các bạn. Ngon không? Ồ, còn đây mấy cái ngon nè. À, cả đống luôn nè, chứ nhìn không để ý rồi, không thấy, nhưng cả đống luôn á. Chào cả nhà, hôm nay hai vợ chồng mình với má mình đi hái bồng bồng các bạn. Bồng bồng ở Canada với Mỹ thì thôi một bạc ngàn luôn, mà chắc ít người biết. Gia đình mình thì cũng mới phát hiện đây thôi. Thì bây giờ là đầu mùa cho nên mình cũng thấy bắt đầu nó lên rồi, cho nên mình đi hái về để làm chua ăn thử coi nó ngon giống như Việt Nam mình không. Hôm nay thì trời nắng các bạn, nhưng mà gió quá trời luôn, lỡ cái là ấm. Thì đây là những cái bồn bồn khô các bạn, hồi năm rồi nó mọc lên rồi không ai hái thì nó chết. Thì bây giờ bắt đầu mùa xuân thì bắt đầu nó mọc lên lại nè. Bà mẹ miền Tây đang lơm khơm ở đây. Hello má. Hello. Hái cái này nó khúc khúc vậy à? À, vậy chắc mình nghĩ thôi, nó chưa có mọc cao để hái hả? Nó còn vắng vắng không à. Mà non quá hả? Ừ. Lấy cái nó nằm ở dưới nó chòi chòi lên nè. Hồi xưa giờ thì mình đi ngang đây mình thấy rất là nhiều, nhưng mà mình đâu có biết cái bồng bồng á hả? Ừ. Rồi mới thì ấy ngày nó chắc nó bự lên chút nữa nó mới bự. À. Giờ nó nhỏ nhỏ. Thì giờ nó mọc giống như mọc măng tây vậy. Ừ. Nè hái sao? Đó, mà nó hái sâu vậy con nghĩ ngon á. Sâu lấy cái non ha. Dạ. Chắc khúc khúc vậy nè. Đó, hái sâu vậy má. Cái rễ đó nè. À, đó, cắt cái rễ chưa cái gốc vậy đó. Cái này nó khô hả? Tại nó mới lên mà. Ừ. Lên tược á. Được cắt cái đó ổn. Hả? Ăn cái đó mới ngon á. Ăn cái gốc hả? Cái rễ hả? Cái gốc vậy nó mới giòn. Sao thiệt. Đó. Thì cái này là cái giống như là mùa mai mốt nó nhiều hết, nó ngập lên. Nước nó ngập lên thì nó cao lên, bây giờ thì nó chưa ngập, mới bắt đầu nó lên cái măng thôi. Trời, măng giống măng tre quá. Này là giống như mình đi hái sớm, còn lúc mà mình hái trễ là nó lên cao rồi, bắt đầu mình cắt khúc mình, vậy thôi. Mình lội xuống. Lội xuống nước. Lội xuống nước. Nước là nhổ tự. Hả? Hả? Nước là nhổ lên. Nhổ lên rồi phải tét ra nữa, mấy cái bự lắm á. Má ghi nó gốc nó đó, giống như cái hồi nãy, chưa cái gốc lại. Không được, cứng quá. Ừ. Có bao tay má mang không? Không. Không có đem bao tay nữa đó. Không. Ừ. Nó chèo hả? Ừ. Bữa nay thì trời rất là đẹp, nhưng mà hơi gió ha các bạn. Nãy giờ được nhiều cho em? Cũng được mớ mà má cắt gọn ghẻ hết rồi. Ờ, cắt khúc khúc vậy cũng được rồi. Thì bây giờ thì đậu mùa nó mới lú lên nè các bạn. Nhưng mà mai mốt chỗ này thì nước nó ngập lên, mình lội ra không có được đâu, sâu lắm. Dạ, khó hái thì cái này thì bây giờ nó đang mọc giống như măng tây vậy đó. Nè, rất là non luôn nè. Ừ. Đó, vậy được rồi, cái mình cắt ở trên. Nào, thì, coi nè. Chỗ này gần ngay chỗ câu cá cho nên vừa câu cá lại đây hái luôn. Hồi xưa giờ thì mình đi ra đường thì mình thấy rất là nhiều, nhưng mình không biết nó là cây bồng bồng các bạn. Mình biết cái cây tiếng Anh là nhì, nhưng mà không có biết là cây bồng bồng. Mình biết là ăn được thôi. Là tại vì hồi xưa giờ ở dưới quê mình thì không có trồng cây này, nhưng mà có ăn qua, thì tại lúc đó mình mua thì người ta làm chua với người ta làm sẵn rồi, cho nên mình không có biết được cái cây với cái bông nó như thế nào. Bây giờ thì mình thấy cái bông này thì mình biết là cây cỏ, nhưng mà không biết là cây bồng bồng. Cái này thì mình coi thì mình lên mạng mình coi thì mình mới biết là cây bồng bồng. Thì cái cây này nó mọc nước, nó rất là thích hợp với nước ở chỗ bùn lầy các bạn. Thì bây giờ mùa xuân cái nó lú lên như thế này, nhưng mà khi mà nó lớn trưởng thành thì rất là cao các bạn. Cái mực nước nó cao chỗ nào thì nó dâng lên cao chừng đấy. Thì khi mà nó lên già rồi thì nó có cái bông như giống như cái cây cái hót đót mà mình gặm cái cây vô vậy các bạn.
là cây xúc xích đó, mình gặm cái cây vô. Đó, bây giờ thì mới lên cái nó lú lú như thế này này. Đó, nhổ lên rất là dễ. Cái này thì nếu mà mình nghĩ là chắc cũng phải vài ba tuần nữa thì nó mới bự bự một chút. Nhưng mà đừng có để lâu quá thì nước nó ngập thì coi như là hết hái được, khó hái các bạn. Nước ngập thì mình phải chờ nó lú lên cao. Nhưng mà rất cực quá anh, lúc này sình lầy nữa. Phải mặc đồ vô không? Mà đây thì lạnh lắm các bạn. Thì bữa nay có dắt bà má nông dân xuống. Bà mẹ miền Tây. Bà mẹ miền Tây. Nó mọc rất là nhiều ha các bạn. Cái bồng bồng này thì mình làm chua là ngon nhất ha. Đúng rồi, anh thấy ở bên Việt Nam mọi người hay làm chua đóng vô cái hũ á. Dạ. Người ta bán. Em ra mấy chỗ này thì nó ít rồi. Vô nó trong. Ở trong nhiều hả? Ừ. Chỗ má đó. Chỗ má, nhiều không má? Kệ nó đi, kệ chút đi cắt. Mình lựa cái nào có cao lên cái mình nhổ không? Có cao em nghĩ vô trong á. Chừng tuần nữa nó có đóng. Nè, ở dưới thì nó mọc ú à. Ồ, có rễ không? Ở ngoài nó mềm hơn. Nè, thấy không? Cái này ăn mới ngon nè. Nó giòn rụm à. Cái thân nó không? Cái này nó cao một chút là ngon. Chứ là mình hái sao mà sao sát gốc luôn á. Ôi em hái cho sát gốc á. Như vậy nè, luôn cái lõm vậy nè ăn mới giòn. Đúng rồi. Lõm chuối vậy hả? Dạ. Còn mình hái trên thì nó bị cái đầu ngồi má đau. Má nhổ quá má. Hả? Coi hình chất nó nhổ mấy cái cao cao không nè. Đâu? Nè. Dạ. Tắt cái bẻ nó ngang hông á rồi xong cái kéo nó ra nó ấy rồi. Kéo. Mày nhổ bị đứt gan, mày phải lấy cái củ xuống chút nữa. Rất là ngon không? Ngọt. Ok, ăn thử coi. Ăn như cái rau chuối vậy hả? Ăn thử không? Ăn thử đi, chút em gỡ. Ăn rau chuối nó ngọt. Giòn hả? Giòn. Cái này mà đi lạc vô rừng đi không có gì ăn đi nhổ nè. À. Thơm thơm. Giữ lại đủ ăn rồi. Hái nhiều làm chua mà. Hả? Hái nhiều về làm chua mà. Làm chua ngon lắm á. Này nó bán mắc lắm. Cải lắm á. Cải nó đi. Chút rồi. Coi chỗ nào nhiều hái không nữa. Thì là chỗ đó đi. Bên đây nè. Ngoài á nó lên nhiều. Cái nào? Cái chỗ nãy mình đi vô rất là nhiều luôn á. Kìa, mình chắc nó ngoài xong. Kìa, quay chắc hết. Quay chắc hết. Nhổ lên đây. Đó. Nè, cái này thì mình nè. Trời ơi, thầy đi câu cá mà cái nhỏ này hay trời. Không có cá đâu. Đó. Vậy chứ ngon á. Đâu? Lại cái bẻ cái mé cho nó sâu sâu xuống á. Cái vỏ ngoài cứng cho nên nắm nó nhổ lên cho nó gãy ngay. Nhưng mà mình nhổ mút cái bẻ già ngoài luôn nó bị sâu dưới. Quá cho nên mất không mất cái nòng. Đừng có lấy ra, để nhỏ nhỏ lên luôn đi. Vậy vậy đó, thấy không? Bị sâu xuống một chút. Đó. Đây. Đúng rồi đó. Ô, cái này nó lên dại dữ lắm, không có sợ đâu. Nó lên dữ lắm. Như cái gốc nó, cái rễ của nó. Khủng khiếp lắm. Đó, cái đó này, ngon. Cái này ngon nè. Lựa mấy cái mập mập á, mấy cái nhỏ đừng ra hái. Đó, đó ngon đó.
Đó, ở trong đó. Mạnh lên. Nè, bây giờ nó lú lú quá trời luôn nè, thấy không? Thôi đừng có, đẹp nó hết em, gãy hết à. Không, cái cây mẹ thì nó phải hư chứ. Hồi này em quay đi anh gãy mấy cái cây bự cho. Coi nè. Cái đó miếng ngon á, lựa mấy bự bự vậy á. Hả chắc. Lựa mấy cây bự vậy miếng ngon. Ồ, cái này miếng ngon nè. Cái bồn bồn thì ở đây nó mọc bao la luôn các bạn, nhất là những cái rãnh nước ngọt á, những cái suối mà chảy nhẹ nhẹ đó, mọc nhiều lắm luôn. Hồi xưa thì mình không biết, bây giờ thì mình nhìn cái bông nó thì mình đi đâu thì mình để ý thì mình sẽ biết. Thì mỗi năm tới mùa xuân thì nó sẽ mọc lại, cái này nó mọc dữ lắm. Ở đây thì đa số không ai hái hết trơn á. Lên giống như mọc vàng luôn á. Mốt tuần nữa chắc nó lên dữ lắm mà. Dạ, chừng khoảng 2 tuần nữa mà chắc mình đi hái lần nữa. Ở đâu có cái đồ ngồi nó đãi vậy ta? Bao lưng quá. Ở cái đó cái bông bồng bồng mà hả? Ừ. Cái bông có ngổ ha. Cái này giống như cây xúc xích quá à. Nó làm rồi nè. Do luôn hả? À, cái bông nữa coi. Ờ. Khi trời giống như khi nó khô á thì nó cái này là cái nó bay lắm á. Ờ. Nó bay giống bông gòn. Giống giống hột gòn ha. Đó. Cái giống. Ừ. À. Anh cái này giống như bông gòn vậy đó. Cho nên là mình đi đâu mình để ý cái cây mà có cái bông lên vậy là nó đó các bạn, là tới mùa xuân mình để ý mình đi hái. Ngồi nó mới nhổ được. Đau lưng quá. Kiếm được cái ghế ngồi nữa chứ. Ở trong cỏ nó cao. Ừ, vậy hả? Cỏ nó cao, nó sâu xuống dưới á. Ở ngoài nó lùn hơn. Nó bụng hả? Nhổ đi, nhổ đầy hồng đi. Rồi tính. Bồng bồng. Bồng bồng khác. Bồng bồng khác á. Hả? Bồng bồng. Cái này cũng chưa lên cái nòng nè. Thử coi. Để kiếm cái nòng mới được. Nè, lấy cái cây này nè. Cái đó ăn lên cái nòng ăn cũng được rồi. Kiếm cái nòng cho nó giòn giòn á. Cái nó cũng giòn chứ. Phải không? Nè. Có độc cho mình không dám ăn nữa. Nè. Ngọt không? Ăn giống rau chuối. Cái này ăn sống ngon á. Còn gỏi. Ừ. Giống như cái chuối non hả? Mà nó ngon hơn. Ngọt hơn mà nó mềm hơn với nó. Cái tầng chuối thì nó ăn nó lạc. À. Nó ngọt, nó giòn. Nó có gì á, giòn giòn. Cái còn gỏi ăn ngon. Ừ. Cái này nó mới lên cho nên non lắm. Ừ. Mình chắc khoảng 2 tuần nữa mình hái đất mới vừa lứa ha. Cái này lên cao lắm, lúc nào ăn cũng được, cái thân của nó nhổ lên lúc nào cũng ngon. Ừ. Giờ nó còn nhỏ nhỏ, nó khúc khúc hơn. Hả? Không, chưa có cá nữa bụng. Coi chừng. Cái gì vậy? Bánh mì để câu cá nè. Cái này bánh mì để bóp ra câu cá rồi các bạn ăn luôn. Thời gió lạnh, cây gốc bự nè. Nhỏ như vậy nè, tới cái ngồng thì mới ngon à. Ừ. Mình nhỏ kia thì bị đứt, cái này thì nó mới giòn, cái gốc nè. Này làm chua rất là ngon luôn. Giống như gốc măng vậy đó. À. Đây rổ rồi. Đâu? Rồi, nhiều rồi. Ok, đưa em lên coi. Đủ chưa? Đủ rồi quá. Ừ. À, chắc đủ rồi nè. Wow, các bạn. Ngon không? Ồ, còn đây mấy cái ngon nè. Đâu?
à, cả đống luôn nè, chứ nhìn không không để ý rồi không thấy, chứ cả đống luôn á. Cái này thì hơi cục à, hơi cục. Em nghĩ ở trong á nó phất vô cỏ đó. Thành nó non hơn. Nè, mấy cái này nè. Chắc được giờ... hai rổ rồi đó. Má đi về má ơi. Mới hai xíu cả đống luôn. Wow, quá trời nhiều luôn. Thấy chút mà cũng nhiều quá mà hả? Nè. Wow, nhiêu đây đem về nhà ăn làm gì ăn ta? Thì làm lẩu này trộn gỏi, nó bên chua, hay là mình làm dưa ngon hả má? Đủ chuyện làm. Hay là mình bán được không? Bán với ai mua không? Mà đâu dám ăn đâu. Mà đây là lần đầu tiên là hai má con mình là trải nghiệm hái bồng bồn. Hồi xưa giờ ở Việt Nam thì có ăn chứ chưa từng hái các bạn. Mà wow. Hái à, cũng thấy rất là vui và dễ hái nữa. Cái này ta cắt khúc khúc luôn à. Wow, cái này bên bà mẹ miền Tây có một số đã cắt khúc rồi. Thì cái này thì mình hái lúc mà nó mới lên vẫn còn ngắn, thì nó hơi phí một chút là mình ăn được có một khúc này, hoặc là mình lột mình ăn được cái lá ở trong thì cũng được. Nhưng mà nếu mà để cho nó lên cao một xíu nữa thì nó ăn được nhiều hơn. Nhưng mà tại vì cái chỗ này thì mai mốt nó sẽ ngập nước, giống như là cũng hơi khó hái, cho nên là thôi bây giờ nó còn cạn thì sao mình hái trước ha. Nếu mà mình về á mà mình đăng lên á có ai mua đó mà cái này miễn phí nữa, mình hái mình về mình bán. Làm giàu phải không? Mình làm giàu á. Được không? Không biết nữa, không biết ai mua mà này đăng thôi mình làm chua mình bán đi nha. Mà hồi xưa giờ thì nói chung mình đi thì mình cũng thấy cái cây này rất là nhiều, nhưng mình không có biết là cây bồng bồn. Nhưng chừng lúc mình coi được cái video của cái bạn bên Mỹ quay thì mình mới biết là cây bồng bồn các bạn. Cho nên mình nay mình nhổ mình ăn coi như thế nào. Nếu mà được thì mỗi năm mình sẽ có bồng bồn, muốn bồng bồn ha. Cắt bông bông nó hết ra sao không? Gió mà cái nó bay á. Nó bị bay giống như bông gòn vậy đó. Wow. Ở đây thì hái bồng bồng rồi câu cá, rồi cái quang cảnh ở đằng sau rất là hữu tình, rất là đẹp. Dạ, thì mai mốt thì đi câu cá sẽ không bị chán nữa, khi vào mùa xuân các bạn thì có cái công việc là đi hái bồng bồng nữa thì đỡ buồn hơn. Có mọi nghiêu mọi đồ được không? Chắc không quá. Dạ tôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Cắt bớt hả đem về mà hả?